lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chữa bệnh tâm linh. Tự giới thiệu quen nhiều người có thể chữa bệnh bằng tâm linh, đối tượng Đàm Thanh Tùng đã lừa đảo, chiếm đoạt 86 triệu đồng của một người ở Chí Linh. Tượng Đàm Thanh Tùng, sinh năm 1988, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương mời lên làm việc để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 2 năm 2023, sau khi lên mạng xã hội biết chị Lê Thị Mờ ở phường Sao Đỏ, Chí Linh đang có những câu hỏi gửi lên nhóm Facebook luận khỏe kinh dịch để tìm cách chữa bệnh động kinh cho con trai. Tùng đã sử dụng tài khoản Facebook Anh Minh tìm cách tiếp cận, nhắn tin với chị Mờ và tự giới thiệu quen nhiều thầy cúng có thể làm lễ, cùng bái chữa bệnh cho con trai chị. Tin tưởng là thật, chị Mờ đã nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản của Tùng để Tùng làm các thủ tục sắm lễ, cùng bái, chữa bệnh cho con trai. Tổng số tiền hơn 86 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Tùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, đã lừa đảo chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của nhiều người.